món gà. Thật ra Ngân rất là thích món gà mà nó cũng dễ nấu. Thời gian này chị đã tự nấu ăn với mẹ nên hơi động cái món nào mà mình dễ nấu, dễ ăn. Thời gian chuẩn bị thì cũng không nhiều. Dẫn từ đảo đều đây là sắp cá gà chiên nước mắm ăn rồi. Bổ sung vitamin C bằng cách uống nước cam. Tôi nghĩ đây cũng là một cách rất tốt để chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong cái mùa dịch bệnh như thế này. Riêng Ngân thì ngày nào nếu như ở nhà ăn cơm thì cũng tranh thủ pha một ly nước cam tươi. Nước cam tươi thì sẽ tốt hơn là nước cam mình mua ở ngoài mang về nha. Đây nè. Ngân nghĩ là ngày nào cũng uống một ly nước cam thì sẽ rất tốt cho cơ thể. Hôm nay thì bởi vì không đủ thời gian để nấu canh nên Ngân sẽ làm salad trộn. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà Ngân nghĩ là cái món này nó sẽ bổ sung chất xơ cũng như là rất là nhiều vitamin cho cơ thể trong cái mùa này. Nguyên liệu thì Ngân chuẩn bị hết rồi, bây giờ mình chỉ trộn lên thôi. Cái này dễ lắm, có cái gì trong tủ lạnh, rau củ thì Ngân cũng trộn hết ở đây. Thêm một tí cà chua nè, để lên trên. Cà chua rất là đẹp da. Giữ nguyên nắp nó luôn nha, để phải di chuyển nữa. Nước sốt Ngân đã trộn sẵn, rưới lên thôi. Rồi trộn đều một chút, cho được tí cái gì mình thích, củ quả khô gì mình cũng có thể cho vào. Bây giờ thì ăn thôi. Mình quay clip gì vậy anh? Đánh cái bụng giống như này nè. Ở nhà ăn ở không rảnh nên là suốt ngày chỉ có chơi TikTok thôi. Nè. Quay này hả? Chưa, mới ăn no. Đang ổn luôn. Này hai nhân vật thôi hả? Vậy sao có bà con bé, này ở đây nữa? Bé bị đánh thiệt đó nha. Sao có con này ở đây nữa, nó có được quay không? Con có quay không? Con có quay không? Sao mà con vô đây con đợi vậy? Mọi người ơi. Chú Ca rất là muốn tham gia một cái clip của ba. Nhưng mà cho mọi người coi cái mặt đen quá. Makeup hơi bị dố tai á, cái mặt thì đen á. Nên làm sao mà vô hình được. Nhưng mà cái clip nào thì cũng đứng dưới chân. Còn không là tranh thủ lúc cuối clip là chạy vô vậy đó. Con của ai mà thích làm nghệ sĩ quá. Cho chú Ca quay nữa. Này quay không luôn á. Cho chú Ca quay nữa.
Cái nắng chảy lông. Trời ơi, coi kìa, kìa, kìa. Suka ơi, nhìn máy nè Suka. Chào mọi người đi con. Bữa nay là chảy lông. Hôm bữa bị nắng nó rụng hết lông rồi, bây giờ phải chăm sóc bộ lông mới. Sao mày đeo ba lô đi học nha. Đeo ba lô đi học đi. Hết. Hết được nghỉ rồi, phải đi học thôi. Ba lô này hợp với Suka lắm. Rồi. Đó. Ngủ mất tiêu rồi con. Phải lái chơi xíu đi. Nhìn máy nè.